ví dụ rất là cụ thể của thầy phải không ạ? Thế thì thầy nói có nhiều cái pháp môn như vậy, thế thì cái tính chất chung, cái chất nổi bật của Phật giáo là gì thưa quý thầy? Phật giáo thì Đức Phật nó là nước bốn bể, chỉ có một hương vị, nó là vị mặn của muối. Và giáo lý của ta chỉ có một hương vị, nó là hương vị của sự giải thoát. Dạ vâng, như vậy là chỉ có một mà thôi, dạ, về cái đặc tính chung là như dạ, vậy vâng, dạ. Một câu hỏi nữa Phạm Khanh cũng muốn hỏi quý thầy đó là, thế thì mình học Phật Pháp nó có lợi gì cho bản thân của mình, coi như cũng như là cho có lợi cho những người xung quanh, cho xã hội của mình thưa quý thầy? Dạ, thưa anh cũng như là quý khán thính giả, việc học Phật của người đệ tử Phật nói chung cũng như là các tín đồ của các tôn giáo nói riêng, thì đối với người đệ tử Phật đó thì cái mục tiêu học giáo lý Phật và tu theo giáo lý đạo Phật là để giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi. Cái đó là cái mục tiêu mà cuối cùng của tất cả hàng đệ tử Phật, là việc đi chùa, tụng kinh, nghe giảng, làm công quả, làm tất cả mọi việc, làm công tác từ thiện xã hội, là tập trung vào cái mục đích là giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi. Tức là chúng ta hiện bây giờ đang sống trong cái cõi giới, dục giới, rồi sau này nếu mà có phước chúng ta sẽ thác sanh về cõi là sắc giới và vô sắc giới, thì đó cũng là nằm trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này là bằng cách chúng ta phải tu tập và giải quyết vấn đề sanh tử. Đối với những người mà không phải là đệ tử Phật thì cái việc tìm hiểu giáo lý đạo Phật để mà học hỏi, để mà đem lại cái niềm an lạc cho tâm hồn, thì trong cái đời hiện tại này chúng ta an lạc thì đời sau chúng ta cũng sẽ an lạc. Thì đó là cái mục tiêu mà học Phật của... Nói như thầy như vậy thì những người thuộc tôn giáo khác cũng có thể học Phật Pháp được phải không ạ? Yeah, đối với cửa chùa và đối với giáo lý đạo Phật thì mở rộng cho tất cả mọi người, chứ không phải dành riêng cho hàng đệ tử Phật, thưa anh. Dạ vâng, yeah. Cảm ơn thầy rất là nhiều, yeah. Bản thân Phạm Khanh cũng là một người theo đạo Công giáo, không phải là đạo Phật. Tuy nhiên là Phạm Khanh cũng biết là trong đạo Phật có một cái pháp môn gọi là pháp môn tịnh độ, là một cái pháp môn dựa trên cái nền tảng là niềm tin hay là đức tin, mà người thọ trì pháp môn này. Vậy thì niềm tin khác với cái sự mê tín đó nó như thế nào thưa thầy? Dạ, yeah, thưa trong kinh chư Phật đó nói là tín vi đạo nguyên công đức mẫu, tức là niềm tin là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Thì chúng ta tin Phật, chúng ta tin các vị Bồ Tát, chúng ta tin các vị tổ sư, cũng giống như là mình tin một ông bác sĩ có thể có khả năng chữa lành bệnh của mình. Dạ, vậy cho nên cái phần tin đó là nó cũng chiếm hết 50%, còn dạ, có phần tự lực thì mình phải nỗ lực uống thuốc thì mình mới hết bệnh, mặc dù giáo lý của Đức Phật rất là hay. Dạ, nhưng nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta cũng không thể thành Phật hay Bồ Tát được. Dạ vâng. Có một câu hỏi này cũng rất là tế nhị mà Phạm Khanh cũng muốn hỏi hai quý thầy là như thế này. Phạm Khanh được biết có một số chùa, một số quý thầy đứng ra coi ngày cưới gả, rồi thì là coi xây dựng, rồi coi tất cả mọi thứ, rồi thậm chí là ếm tà ma trừ bệnh luôn nữa. Thế thì cái chuyện đó trong đạo Phật là quý thầy nghĩ như thế nào, có đúng theo